Tối ngày 31 tháng 5, trang chủ đội tuyển Liverpool Mobile Việt Nam giàu thành tích nhất Flash đã đưa ra thông báo chính thức về việc chia tay trợ thủ huyền thoại Brody trước thềm AIC 2022. 4 năm, một hành trình huyền thoại, thật nhiều cống hiến và vinh quang. Thật khó để nói lời chia tay với linh hồn, tâm nhìn, chiến thuật của Team Flash, Brody. Gia nhập Team Flash từ mùa đông 2018, Brody đã cùng Team Flash vượt qua bao thăng trầm, viết lên những kỳ tích mà có lẽ sẽ không đội tuyển nào có thể làm được. Flash luôn tự hào vì đã có một kẻ kiên tạo vĩ đại nhất bộ môn Liên Quân Mobile. Cảm ơn vì tất cả những cống hiến của bạn cho Team Flash và Liên Quân Mobile Việt Nam. Brody, người cùng Team Flash Liên Quân đi qua bao nhiêu thăng trầm, từ kẻ làm nền vĩ đại cho đến huyền thoại trong giới Liên Quân. Hôm nay, hãy cùng Cảm Thể Thao nhìn lại hành trình tuyệt vời của chàng trợ thủ tài năng này. Người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam thời kỳ đầu chắc sẽ không cảm thấy xa lạ với tuyển thủ Trần Quang Hiệp. Chàng trai sinh năm 98 này từng là tuyển thủ đi rừng dưới cái tên Han Yan của những đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp thời 2014-2016 như Hà Nội Sky Red, Hà Nội King Army, Saigon Fantastic Five hay Saigon Jokers. Sau này, khi Saigon Jokers giải thể, tập thể Hà Nội King Army của Cal vướng vào nghi án kẻ thuê, thì cái tên Han Yan cũng mất hút trên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Bản đi một thời gian, Trần Quang Hiệp trở thành một tuyển thủ Liên Quân Mobile chuyên nghiệp, hiện thi đấu cho Team Flash ở vị trí trợ thủ với cái tên mới Brody. Tham gia đấu trường danh vọng vào năm 2017, Brody đã cho mọi người thấy mình là tuyển thủ xuất sắc như thế nào khi đã giành lấy danh hiệu cao quý nhất của giải đấu Liên Quân Mobile ở Việt Nam và cả ngôi vị Á quân giải đấu quốc tế AIC 2017 dưới màu áo của Game TV trong mùa giải đầu tiên của mình. Tưởng chừng như Game TV sẽ là mái nhà lý tưởng để Brody thăng tiến trong sự nghiệp, thì người hâm mộ bị sốc khi biết tin Brody và Xuân Bách đồng loạt chuyển sang Team Flash. Năm đó, người ta gọi Brody hay Xuân Bách là tội đồ, kẻ phản bội của Game TV. Nhưng nào biết được, Flash là nơi khởi đầu cho một tương đài của Liên Quân Việt Nam. Brody từng đề cập, nếu được dùng 3 từ chính xác nhất để tự miêu tả bản thân, thì chính là kẻ kiến tạo. Khi mà một tựa game, thường chỉ để tâm đến những pha highlight của rừng, mid hay xạ thủ, chứ thật ít ai để những công hiến thầm lặng của một người trợ thủ. Một Team Flash với những cái tên như ADC, Xuân Bách hay Ellie thì đấu quá xuất sắc, thì vai trò làm nên của trợ thủ càng được thể hiện rõ. Nếu như trong tập thể Real Madrid hùng mạnh, Luka Modric hay Toni Kroos chính là nhạc trưởng, nhà dẫn dắt trận đấu, thì ở Team Flash, Brody chính là tầm nhìn và là chiến thuật của đội. Khi meta thay đổi, bất cứ vị trí nào cũng có thể gánh đội, thì việc bạn cần phải lấy lợi thế tầm nhìn cho team thay vì cứ bảo kê xạ thủ như truyền thống. Brody đều cho cả thế giới thấy được sự lợi hại của mình như thế nào. Chúng ta từng phải thốt lên rằng con bài Alice chẳng khác gì con Brody, bởi chẳng có ai có thể chạm tới sự hoàn hảo khi sử dụng vị tướng này như anh. Và khi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào meta game, chính Brody hay Team Flash là những người tiên phong cho việc tạo meta riêng cho mình. Tại AIC 2020, chúng ta đã thấy những con bài support cực dị như Rush, Volkaf hay Vanen xuất hiện trong tay Brody, đã làm cho các đội tuyển lúng túng và hoang mang. Thay vì cứ sử dụng các tướng hỗ trợ truyền thống bị động như trước, thì những con bài tạo đột biến cao sẽ đem đến bất ngờ càng cao hơn, cũng như không dễ bị bắt bài. Khi tạo riêng cho mình một meta, thì vai trò của người chơi trợ thủ dần được mọi người xem trọng. Và chính tuyển thủ sinh năm 98 là hạt nhân của cuộc cải tổ tại vị này. Nhắc đến Team Flash Liên Quân, nhiều người nghĩ ngay đến đội tuyển giàu thành tích nhất đấu trường danh vọng hay đội tuyển Liên Quân Việt Nam đầu tiên hai lần đứng trên đỉnh thế giới. Thế nhưng, một số khác lại nghĩ nhắc đến Flash chính là nhắc đến những Xuân Bách, Brody, ADC. Chính những cái tên này là những người đưa khán giả đến với Flash. Flash không chỉ là một đội tuyển, hơn hết họ là một gia đình. Khi đội tuyển đổi mới, các con người cũ sẵn sàng thay đổi để thích nghi. Tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2022, nhiều lần ta thấy Brody ngồi trên ghế dự bị để cho những case hay Xuân Bách đảm đương vai trò trợ thủ. Và khi đội tuyển gặp nhiều sự bất ổn, chính Brody là người vực dậy. Tuy không tham dự playoff, thế nhưng
Big Flash có được tấm vé dự AIC 2022 có một phần rất lớn của chàng trợ thủ sinh năm 98. Mới đây trên Facebook, Brody cũng đăng tải lời chia tay vô cùng cảm động. Chắc hẳn các bạn đã xem xong clip rồi đúng không? Mình thực sự cũng rất buồn và không thể tin được là mình sẽ phải nói lời chia tay với đội tuyển mà mình đã gắn bó công hiến 4 năm trời, coi nó như đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Thôi thì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đâu bây giờ thì sau đỡ phải đâu nữa. Vì một số lý do cá nhân, muốn team phát triển hơn, mình chính thức chia tay đội tuyển, không thể đồng hành cùng team trong thời gian sắp tới nữa. Mình rất xin lỗi mọi người. Mình hy vọng cho dù thế nào, quyết định có ra sao, thì các bạn hãy vẫn cứ ủng hộ Flash nhé. Hãy tin tưởng vào Rainer và những thành viên trong team, dù là người mới hay người cũ, tiếp cho họ thêm sức mạnh để có thể gặt hái những vinh quang mà ngày xưa chúng ta đã đạt được. Lời nói cuối, mình xin cảm ơn tất cả các bạn theo dõi mình và Team Flash trong suốt quá trình vừa qua. Thời gian này sẽ là một khoảng thời gian khó khăn nhất, tại vì mình cũng chưa chuẩn bị hay suy nghĩ bất cứ một cái gì cho tương lai. Mình hy vọng sẽ vượt qua được và mong các bạn vẫn luôn ủng hộ mình nhé. Tạm biệt. Mặc dù không đề cập tới nguyên nhân ra đi của Brody, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu mọi chuyện bắt đầu từ drama phiên dịch viên tiếng Đài Loan. Nếu những thông tin về việc Brody và Dave bị đối xử bất công là thật, đây chắc chắn sẽ là cái kết không thể buồn hơn dành cho các Flasher. Sau tất cả, cuối cùng đội hình huyền thoại của Liên Quân Mobile Việt Nam là chia tay trong tài tiếng. Thay vì những lời chúc tốt đẹp, thứ mà người ta nói đến ở thời điểm hiện tại chỉ là tại sao và đáng lẽ. Qua gần 4 năm thi đấu cho tia chớp, Brody đang sưu tập cho mình gần như đầy đủ mọi danh hiệu mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng mong ước. 5 chiếc vô địch đấu trường danh vọng, mùa đông 2018, mùa xuân 2019, mùa đông 2019, mùa xuân 2020, mùa xuân 2022. Vô địch AWC 2019, vô địch AIC 2019, áo quần AIC 2018, hạng 3 tại AIC 2020. Khoảnh khắc Brody cùng Flash dương cao lá cờ Việt Nam tại AWC hay AIC 2019 sẽ mãi là những mảng ký ức tuyệt đẹp mà các Flasher từng được nhìn thấy. Và đội hình huyền thoại ngày đó giờ chỉ còn Xuân Bách, ADC, Đạt Còi tiếp tục chinh chiến. Brody là một tuyển thủ giỏi, thậm chí là giỏi nhất ở vị trí của anh. Nếu muốn tiếp tục con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, Brody chắc chắn sẽ sớm tìm được bến đỗ mới. Thế nhưng, những gì động lại cho những cổ động viên chính là sự tiếc nuối cho một cái tên và một đội tuyển vĩ đại. Có lẽ việc rời Flash cũng là điều khiến Brody tiếc nuối nhất trong sự nghiệp. Giờ đây, anh đã không còn là tuyển thủ của Flash, nhưng chắc chắn trong hàng triệu con tim đã trót yêu mến Flash. Brody hay Trần Quang Hiệp như một phần thanh xuân và là tượng đài bất diệt trong vai trò sở thủ. Cảm ơn và tạm biệt Brody. Flash, những ngày có anh thật đẹp.